Vâng, bài trình bày của tôi thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là nói về đau cột sống thắt lưng, phần thứ hai là viêm quanh khớp vai và phần thứ ba là thoái cột sống cổ. Đây là những bệnh lý về cơ xương khớp rất thường gặp mà các bệnh nhân chủ yếu đến khám rất là đông về cái tỷ lệ của các bệnh như trên. Thế đầu tiên là đau cột sống thắt lưng. Thì đau cột sống thắt lưng thì được định nghĩa là đau ở cơn đau có khó chịu ở phía dưới cạnh sườn và trên cái lớp gấp mông dưới và có hoặc không lan đến chân về tỷ lệ đau cuộc sống thắt lưng thì rất là thường gặp người ta thấy là dân số ở mỹ có khoảng bảy mươi trăm đến tám mươi dân số ở mỹ có cái tình trạng đau cột sống thắt lưng trong một lần trong đời và đau với cột sống thắt lưng thì thường có tỷ lệ là cao là tồn tại dai dẳng và có tới bảy mươi trăm là các bệnh nhân còn đau lưng sau 12 hai tháng cái đau cột sống thắt lưng thì có tỷ lệ tái phát rất là cao đến bốn mươi năm đến tám mươi phần trăm và đau cột sống thắt lưng thì ảnh hưởng rất là nhiều đến sinh hoạt và lao động là một gánh nặng đối với các cái nguồn lực về y tế. À, triệu chứng về đau cột sống thắt lưng thì nó có các kiểu đau, ví dụ đau kiểu cơ học là đau tăng khi mà vận động cử động, giảm khi nghỉ ngơi. À, đau kiểu viêm thì nó sẽ đau tăng vào đêm và sáng sớm và thường do các nguyên nhân viêm hoặc là khối u. À, những người mà đau cột sống thắt lưng ở nửa tuổi trẻ, ví dụ như dưới 40 tuổi thì có kèm theo các cứng khớp buổi sáng thì thường do bệnh lý viêm cột sống dính khớp thường là gặp ở nam giới và có thể đau ở phụ nữ sau mãn kinh có gãy sẹp đốt sống do loãng xương và có thể có đau của sống thắt lưng kèm theo đau giật thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệ thế thì phân loại đau người ta sẽ phân loại dựa vào thời gian dựa vào đau lưng cấp và đau lưng mạng. đau lưng cấp thì cái thời gian nó xuất hiện khởi phát cái triệu chứng đau thường là dưới 3 tháng à, thường nó có tổn thương tổ chức không rõ tổn thương rõ ràng và có tăng hoạt động của hệ thống thần kinh tự động, đau có thể là được khống chế khi lành tổn thương và các chức các chức năng của vận động thì chưa bị ảnh hưởng. Thế còn sang cái giai đoạn sau là cái đau mạn thì cái thời gian thường kéo dài trên 3 tháng, nó đau sau khi lành tổn thương rồi và thường ảnh hưởng tới các chức năng và nó ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là tâm lý cho người bệnh, những cái đau mạn tính nó sẽ gây các cái triệu chứng về tán chán hẳn À, về đánh giá lâm sàng về đau cột sống thắt lưng thì vẫn thăm khám thông thường chúng ta sẽ có hỏi bệnh và các cái thăm khám ví dụ như hỏi bệnh thì đau xuất hiện là cấp hay mạn dựa vào thời gian à, đau tự nhiên hay sau sang chấn cái tính chất đau vị trí hướng lan của đau yếu tố gây tăng đau tư thế hoặc liệu pháp giúp giảm đau và các cái bất thường kèm theo à, về thăm khám thì các cái triệu chứng bị thực thể tại cột sống ví dụ có là co cứng cơ cạnh cột sống các đường cong hoặc tư thế cột sống và khám vận động của sống thắt lưng các cái dấu hiệu thần kinh ví dụ có dấu hiệu chèn ép dễ không hội chứng cơ tròn hội chứng đôi ngựa thì những cái triệu chứng này phải xử lý rất là cẩn trương về nguyên nhân đau thắt lưng thì chúng tôi thấy là đến 85 đến 90 đau thắt lưng là do nguyên nhân cơ học thường là do thang sang thương của cơ dây chằng có thể có xương hoặc đĩa đệm đa phần thì các cái tổn thương này thì sẽ là lành tính và có thể hồi phục nhưng một số ít nguyên nhân mà không do cơ học ít gặp hơn nhưng có thể là rất nghiêm trọng mà không được bỏ sót à, đó là những cái bệnh như viêm khớp cuộc sống các bệnh lý nhiễm trùng lãng xương ung thư và bệnh lý nội tạng thế thì các cái dấu hiệu gì là báo động là đây là nghiêm trọng thì các triệu chứng của người bệnh ví dụ như có sốt có sụt cân có thiếu máu à, có đau nhiều mà không cải thiện sau 4 đến 6 tuần và đau ban đêm nhiều hơn và đau ngày càng tăng dần có cái dấu hiệu thần kinh khu trú lặng dần và tiến triển thế thì các cái bệnh lý như trên thì mình cần phải tìm nguyên nhân để điều trị ví dụ như là các cái đau lưng do loãng xương lún chẹp đốt sống các cái đau do viêm cuộc sống dính khớp bệnh lý khớp viêm à, hay gặp ở nam giới trẻ tuổi các cái bệnh như là viêm đĩa đệm đốt sống các cái tổn thương ở đĩa đệm đốt sống và một số trường hợp là có thể là đau do ung thư di căn vào cuộc sống thế thì hôm nay sẽ nói nhiều về cái bệnh lý đau mà cái nguồn gốc là cơ học thì trong đau thắt lưng nó có đau cấp và mãn tính thế cái đau cơ học này chủ yếu là nó đau do căng cứng cơ và dây chằng có thể là do thoái hóa cuộc sống do bệnh lý đĩa đệm do hẹp đốt sống trượt đốt sống hoặc các vị tận hoặc là chấn thương thông thường là có thể kết hợp nhiều yếu tố co cứng cơ thì đây là một cái yếu tố quan trọng À, một số cái đau lưng cơ học do bệnh lý thực thể cuộc sống ví dụ như là các bệnh nhân mà thoái hóa cuộc sống rồi có trượt đốt sống các hình ảnh mà trượt đốt sống và có thể là có à, hẹp đốt sống à, các đau cuộc sống thắt lưng thần kinh tọa do cái thoát vị đĩa đệm ví dụ như là các cái khối thoát vị của đĩa đệm n 4 n năm là thoát vị chèn vào ống sống à, một số tình huống mà gây đau cuộc sống thắt lưng cấp mà rất hay gặp trên lâm sàng ví dụ như một người lại bưng bê vật quá nặng hoặc là lay đọc lạ thì cũng gây ra đau cuộc sống thắt lưng hoặc là vặn người vùng thắt lưng khi đang bưng bê vác vật nặng với vật cao hoặc là làm việc ở tư thế xấu không thoải mái ngồi hoặc đứng quá lâu một tư thế hoặc là một số trường hợp có thể là trượt cầu thang té nhã. Đấy là những cái tình huống là có thể xuất hiện gây ra các cái đau lưng cấp. Và lý do gây căng cứng cơ đó là các cái động tác mà xoắn vặn căng cứng gân quá mức và có thể là cấp hoặc mạn tính đau lưng do căng cứng cơ dây chằng thì các yếu tố mà gây đau thường liên quan đến công việc các lực tác động mà lên cuộc sống lưng đẩy bưng bê vật sang chấn do cơ hoặc là cấu trúc cuộc sống mà cái sự lặp đi lặp lại đã gây mệt mỏi hoặc sang chấn cơ một số người làm việc ở tư thế xấu thay đổi cái độ cong tự nhiên của cuộc sống gây căng giãn mệt mỏi và sang chấn cơ hoặc là một số chết quá mức cũng gây ra căng cứng cơ. Vậy thì đau thắt lưng người ta đưa ra một cái giả thuyết về vòng xoắn bệnh lý có thể là do co cơ do gây ra đau và nó giải phóng khi đau nó giải phóng các chất tê nó gây thiếu máu và nó lại tiếp tục gây co cơ gây đau đây là một cái vòng xoắn bệnh lý trong các cái trường hợp mà đau lưng do co cứng cơ vậy thì điều trị đau cuộc sống thắt lưng cấp thì người ta sẽ làm gì đa phần này nếu mà đau cuộc sống thắt lưng cấp ấy, thì không cần thiết phải làm xét nghiệm thăm dò và trừ khi có cái dấu hiệu nghiêm trọng mà tôi đã các cái dấu hiệu báo động mà tôi đã trình bày ở phần trên. Thông thường thì có thể phải nghỉ ngơi 2 3 ngày, dùng thuốc giảm đau, enset hoặc thuốc giãn cơ và theo dõi và đánh giá lại nếu đau tiến triển xấu hơn. Thế thì cái điều trị mà đau lưng cấp thì các khuyến cáo dựa trên chứng cứ người ta thấy rằng các cái thuốc mà enset, acetaminophen, thuốc giãn cơ là các cái chứng cứ loại A được đưa ra để điều trị. À, các cái thuốc như là enset, thuốc giãn cơ sẽ được dùng trong các trường hợp mà đau lưng cấp trong cái phát đồ mà tóm tắt mà xử lý cái đau lưng cấp thì bao giờ người ta cũng đưa lên hàng đầu là thuốc NSAID rồi thuốc giãn cơ sẽ được sử dụng và nhưng mà trong cái đau lưng mãn tính thì sao thì có một số cái hạn chế mà là, đó là thách thức là bệnh nhân đau lâu rồi thường thời gian kéo dài trên 3 tháng thì cái tình trạng nó thường là khó điều trị và nhiều nhóm thuốc được thử nghiệm xong đa số là cái hiệu quả nó không được cao các biện pháp đơn độc hoặc uh, uh, kết hợp có hiệu quả hạn chế kết hợp nhiều biện pháp có thể phải điều trị bằng dùng thuốc không dùng thuốc can thiệp và sự cần thiết về điều trị đa mô thức trong những trường hợp như thế này uh, điều trị uh, đau thắt lưng mãn tính thực tế trên lâm sàng thì sẽ làm những gì chúng ta có các biện pháp không dùng thuốc ví dụ như là tập nghỉ ngơi thư giãn có thể là tập hồi chức năng vật lý trị liệu xoa châm cứu xoa bóp bấm huyệt để có thể sử dụng các thuốc giảm đau cũng thể dùng NSAID các thuốc giãn cơ, các thuốc khác như an thần cho chống trầm cảm và các phương pháp giảm đau can thiệp. quan trọng là phải tìm và giải quyết nguyên nhân nếu mà có. Thế thì các thuốc giãn cơ được sử dụng khá phổ biến ở trong đau lưng. Các thuốc thường được kê toa cho bệnh nhân đau lưng cấp trong lần đầu khám mà được bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bao giờ cái tỷ lệ mà dùng NSAID một mình hoặc NSAID kết hợp với các cái thuốc giãn cơ nó tỷ lệ rất là cao. Và thuốc giãn cơ cộng với NSAID thì có hiệu quả giảm đau tốt hơn là dùng NSAID đơn thuần à, khi mà các cái triệu chứng đau lưng ngoài mình dùng SS mình kết hợp với giãn cơ thì cái 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 thời gian điều trị nó sẽ được rút ngắn lại à, người ta thấy là cái nghiên cứu hiệu quả trên bệnh nhân đau lưng thì có một cái nghiên cứu gồm 240 bệnh nhân đau lưng do thoái cột sống thoát vị đệm căng cơ chia làm nhóm ngẫu chiên à, dùng epidotin một liều 150 g trên ngày chia làm 3 lần thì người ta thấy là cái hiệu quả cái giảm đau nó sẽ rất là nhanh à, thế thì cái cơ chế hỗ trợ giảm đau của thuốc giãn cơ là gì bởi vì người ta đưa ra một cái giả thuyết là vòng xoắn bệnh lý do co cơ do giải phóng chất p do thiếu máu rồi lại dẫn đến co cơ thì cái thuốc giãn cơ nó sẽ tác động lên cái cơ vân và có thể cơ trơn làm giảm cương lực cơ nó sẽ cải thiện được tuần hoàn cục bộ tại cơ và ức chế phản xạ đau giảm cái giải phóng chất p và nó sẽ kiểm soát được cái vòng xoắn này à, trên bệnh nhân đau lưng cấp thì tác dụng của epidocin như thế nào? Người ta thấy là có một cái nghiên cứu 100 bệnh nhân đau lưng cấp có thể vừa của bệnh co cứng cuộc sống thì sử dụng epidocin trong vòng cái liều là 150 mg trên ngày trong 10 ngày liên tục. Người ta thấy là sau 10 ngày đánh giá bằng thang điểm vát thì cái giảm đau nó sẽ giảm và cái khoảng cách tay đất, ngón tay với sàn nhà đấy nó sẽ được cải thiện tốt hơn và lúc đầu thì có thể là cái khoảng cách đến nó, nó nó xa đến 15 cm nhưng mà sau điều trị thì sẽ giảm được xuống à, cải thiện vận động của bệnh nhân đáng kể sau khi mà dùng enset kết hợp với cả à, dùng evrosin và khi mà người ta phối hợp cái giữa evrosin và metinopan để điều trị trong cái đau cột sống thắt lưng có thể là do hẹp ống sống do thoái hóa cột sống hoặc đau thần kinh tạo thấp vị đệm thì khi mà kết hợp À, hai cái thuốc này giữa metincoban và mi đấy uh, liều như này thì nó sẽ hiệu quả nó sẽ nhanh hơn. À, đấy là bệnh lý thứ nhất là về cái đau cột sống thắt lưng. một cái bệnh lý thứ hai cũng rất thường gặp trên lâm sàng đó là cái viêm quanh khớp vai. thế thì viêm quanh khớp vai người ta định nghĩa là cái tình trạng viêm khớp vai à, do bệnh lý viêm của các cấu trúc phần mềm quanh khớp bao gồm gân túi thanh dịch bao khớp không bao gồm các bệnh lý có tổn thương đầu xương sụn khớp và màng hoạt dịch như viêm khớp nhiễm khuẩn hoặc viêm khớp dạng thấp thế thì cái viêm quanh khớp vai sẽ chia làm bốn thể lâm sàng hay gặp nhất là cái thể đau vai đơn thuần là bệnh lý do viêm gân có thể viêm gân nhị đầu viêm gân trên gai dưới gai hoặc là đau vai cấp do lắng động tinh thể có thể một cái thể là giả liệt khớp vai do đứt các cân hoặc bó dài của gân nhị đầu hoặc cân mũ khiến cơ đen ta không hoạt động được và một cái thể cuối cùng là một cái thể cứng khớp vai cái viêm quanh khớp vai thể đông cứng thì có thể là do dính cái bao hoạt dịch co thắt bao khớp làm bao khớp dày dẫn đến giảm vận động ổ chảo và xương cánh tay thế thì cái bệnh lý phần mềm khá phổ biến chiếm 2% dân số và 12,5% tổng số cái bệnh lý về khớp À, một cái nghiên cứu trong 25 93 đến 95 cái này rất lâu ở bệnh viêm quanh khớp vai chiếm tỷ lệ 4% tổng số bệnh nhân đến khám tại phòng khám cơ xương khớp của bệnh viện Bạch Mai. Và trong vòng 10 năm từ năm 1991 đến 2000 thì cái số mà bệnh nhân viêm quanh khớp vai điều trị nội trú tại khoa cơ xương khớp là khoảng 12,23%. À, về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh thì người ta thấy rằng là cái thoái hóa gân cơ dây chằng và do tuổi tác, các cái chấn thương do nghề nghiệp những người chơi thể thao quá sức, ví dụ chơi tennis, đánh bóng bàn, hoặc là chơi cầu lông các cái chấn thương do ngã trượt tai nạn ô tô xe máy cũng không hoặc là một số trường hợp là cũng không tìm thấy nguyên nhân thế thì cái cơ chế viêm quanh khớp vai là gì người ta thấy là các cái vi chấn thương hoặc là các chấn thương hoặc là một số cái bệnh lý toàn thân nó ảnh hưởng làm tổn thương gân cơ dây chẳng của bao khớp và dẫn đến là đau hạn chế vận động khớp vai và đó là cái tình trạng viêm quanh khớp vai thế thì điều trị cái viêm quanh khớp vai người ta sẽ làm cái gì điều trị phải cấp làm nhiều biện pháp có thể dùng thuốc hoặc không dùng thuốc. À, điều trị à, dùng thuốc người ta sẽ dùng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid, thuốc giãn cơ, vitamin nhóm B, corticoid có thể dùng tại chỗ và một số thuốc khác để điều trị các bệnh lý đi kèm ví dụ thuốc loãng xương. À, phải vật lý trị liệu hoặc một trường trường hợp có thể phải điều trị bằng ngoại khoa, loại soi khớp. Thế thì à, khi mà dùng thuốc giãn cơ người ta thấy có một cái nghiên cứu là trên 299 bệnh nhân viên quanh khớp vai đánh giá sau khi điều trị cái thuốc giãn cơ thì người ta thấy là cái mức này cải thiện trung bình từ một phần đến đáng kể là trên 80,3%. Giảm cho đến khi khỏi hẳn là tỷ lệ rất là cao 76,5% và sự ảnh hưởng đến các hoạt động xong không của hoạt động của bệnh nhân được cải thiện là một tỷ lệ trên 40% và các biến cố bất lợi thì thường rất là thấp chỉ có khoảng 4%. Nói chung là cái thuốc này thì tương đối là an toàn. À, đánh giá hiệu quả của thuốc giãn cơ với cái mức độ của viêm quanh khớp vai thì người ta thấy là cái cải thiện tốt sau 4 tuần điều trị với liều là 150 mg trên ngày. một cái bệnh thứ ba cũng rất là thường gặp trên lâm sàng đó là cái thoái hóa cuộc sống cổ. Thế thì thoái hóa cuộc sống cổ là gì? Thoái hóa cuộc sống cổ được định nghĩa là bệnh mãn tính mà cái tính chất thì khá phổ biến, tiến triển thì chậm và thường gặp ở người có tuổi hoặc liên quan đến các tư thế vận động tổn thương cơ bản của bệnh là tình trạng thoái hóa sụn khớp và đĩa đệm ở cuộc sống cổ. À, về dịch tễ thì cái tỷ lệ thoái hóa cuộc sống cổ là khoảng 13,76% trong cộng đồng dân cư ở Trung Trung Quốc. Đây là tỷ lệ nghiên cứu ở Trung Quốc, cái tỷ lệ cao ở nữ nhiều hơn nam và độ tuổi thường gặp nhất là khoảng độ 45 đến 60 tuổi. Thế thì nguyên nhân có thể là quá trình lão hóa của tổ chức sụn tế bào và một và các cái tổ chức khớp quanh khớp cơ cạnh cột sống dây chằng thần kinh tình trạng áp, chịu áp lực quá tải kéo dài của sụn khớp và tư thế làm việc sinh hoạt sai tư thế gối đầu cao khi ngủ và có thể thoái cột sống cổ rồi có thể thoát vị đĩa đệm cột sống cổ vẹo cột sống cổ bẩm sinh về triệu chứng lâm sàng thường là xuất hiện là đau co cơ cứng cạnh cột sống cấp hoặc mạn đau thường có tính chất cơ học đau tăng lên khi vận động giảm khi nghỉ ngơi cơn đau có thể là từ vùng vai gáy ra bả vai cánh một bên hoặc bên hai bên cánh tay đấy là triệu chứng của đau cổ sống cổ. Về cận lâm sàng thì chúng ta có thể làm gì chụp X quang thường quy trong những trường hợp mà đau cấp, một số trường hợp có thể là tìm nguyên nhân ta phải chụp cộng từ, có thể làm điện cơ, à, xét nghiệm máu để xem bị viêm, đặc biệt là tốc độ máu lắng, CRP bị canxi-phốt pho. À, trong thoái hóa cổ sống cổ thì xét nghiệm viêm sẽ âm tính còn khi mà xét nghiệm bị đang viêm dương tính thì mình phải tìm nguyên nhân có bệnh khác kèm theo chứ không phải là một cái thoái hóa cột sống cổ đơn thuần. À, về điều trị thì cũng bao gồm như hai uh, cái điều trị của đau cột sống tắt lưng và viêm quanh khớp vai cũng bao gồm cả các biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Thế thì không dùng thuốc sẽ làm gì? Cái phải nghỉ ngơi vật lý trị liệu hạn chế vận động có thể chườm. Các thuốc thì thường là thuốc giảm đau sẽ được dùng, uh, thuốc giãn cơ enset nếu mà có viêm mà dùng thuốc giảm đau chưa đỡ các vitamin nhóm B một số trường hợp là có thể có có ti quý tại chỗ nhưng mà trường hợp rất cần thiết thế là rất cần thiết thường cái này chúng tôi cũng ít sử dụng à, có thể là vận động nhẹ nhàng vừa sức và tránh các cái can thiệp mà tối đa và tìm nguyên nhân và giải quyết nguyên nhân gây đau thế thì trên cái bệnh nhân thoái của cuộc sống cổ này thì một cái nghiên cứu trên 215 bệnh nhân với liều của Uh, Evilucin là 150 g trên uh, chia ba lần trên ngày thì người ta thấy là sau một tuần, 3 tuần rồi 6 tuần dùng cái Evilucin so với sánh với giả dược thì cái kiểm soát cái đau ở bệnh nhân thoái cuộc sống cổ sẽ tốt hơn. Uh, trong các biện pháp điều trị của các bệnh lý mà thường gặp mà đau cuộc sống thắt lưng, đau viêm quanh khớp vai và đau do thoái cuộc sống cổ thì đầu tiên là phải nói đến là cái chế độ tập luyện thì vào và nghỉ ngơi thì các biện pháp ví dụ như mình có thể là đi bơi này vận động nghỉ ngơi thư giãn đi bộ đạp xe đấy là những cái biện pháp mà đơn giản không mất tiền và ai cũng có thể là hoạt động phù hợp tùy theo cái khả năng của mỗi người bệnh kết hợp với lại dùng thuốc thì hiệu quả nó sẽ nhanh hơn để kết luận những cái bài nói hôm nay thì chúng tôi thấy là trong các cái triệu chứng của cái bệnh lý đau cuộc sống thắt lưng bên quanh khớp vai và thái cuộc sống cổ thì đau là triệu chứng thường gặp và nói chung là các bệnh nhân đến khám và các bệnh này đầu tiên là xuất hiện đau thì người ta mới đến và điều quan trọng là phải cần xác định được nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân phải điều trị bệnh chính và kiểm soát đau tốt và cần phối hợp nhiều biện pháp dùng thuốc không dùng thuốc tập vật lý trị liệu phối chức năng và trong tất cả các cái bệnh này thì thuốc giãn cơ nó sẽ tăng hiệu quả và kết hợp với enzit nó sẽ rút ngắn được thời gian điều trị